kỷ luật 4 cán bộ ở Đắk Nông trong vụ bắt quan hai vợ chồng. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông vừa quyết định thi hành kỷ luật 4 cán bộ liên quan đến vụ vợ chồng ông Lê Trường, 59 tuổi và bà Tôn Nữ Kim Loan, 57 tuổi, trú thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk Cờ Long bị quan sai. 4 cán bộ liên quan đến vụ quan sai kể trên gồm ông Nguyễn Du Trưởng Công an huyện Đắk Trờ Lấp, nguyên phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, phó trưởng công an huyện Đắk Cờ Long, ông Phan Văn Chiến, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mi, nguyên viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Cờ Long, ông Nguyễn Văn Tâm, phó chánh thanh tra phòng thanh tra, khiếu tố viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Cờ Long, ông Phạm Văn Sạng, kiểm sát viên phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Cờ Long. Ủy ban kiểm tra UBKT tỉnh ủy nhận thấy các ông Nguyễn Du, Phan Văn Chiến, Nguyễn Văn Tâm, Phạm Văn Sạng đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện không đúng các quy định trong quá trình khởi tố ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan tại vụ án hình sự xảy ra ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Long, dẫn đến quan sai. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Du, Nguyễn Văn Tâm và Phạm Văn Sạng. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Phan Văn Chiến. Như Tiền Phong đưa tin, vào ngày 10 tháng 5 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Cờ Long khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 120 ngày đối với ông Trường và bà Loan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 5 tháng 6 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Cờ Long đội quyết định khởi tố bị can đối với hai vợ chồng trên về tội vi phạm quy định về sử dụng đất đai theo quy định tại điều 228 Bộ luật hình sự năm 2015, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Cờ Long thống nhất, phê chuẩn. Đến ngày 10 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Cờ Long đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Trường và bà Loan do hành vi không cấu thành tội phạm. Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Cờ Long chủ trì xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường cho ông Trường, bà Loan. Vụ xã nghèo chi gần 500 triệu xây tường hai cánh tay, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm liên quan công trình chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Liên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh, Bình Định yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân để xảy ra thiếu sót. Trước đó, Thanh tra huyện Vân Canh có kết luận thanh tra đột xuất về việc đầu tư kinh phí và quy trình xây dựng công trình chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu, công trình hai cánh tay tại xã Canh Liên. Theo kết luận, Ủy ban Nhân dân xã Canh Liên đã báo cáo xin ý kiến tập thể đảng ủy xã và được sự thống nhất trước khi triển khai xây dựng công trình. Tuy nhiên, Thanh tra huyện Vân Canh cũng chỉ ra một số tồn tại. Trong đó, Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh phân bổ kinh phí cho cấp xã thực hiện dự án là chưa phù hợp đối tượng, vì cấp xã không được quy định thực hiện nhiệm vụ chi chỉnh trang, phát triển đô thị, quảng bá, phát triển văn hóa du lịch. Công trình điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Liên, công trình hai cánh tay, có tổng kinh phí đầu tư xây dựng 480 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Canh Liên sử dụng chưa phù hợp mục đích nguồn vốn được phân bổ. Đặc biệt, vị trí tọa lạc của công trình hai cánh tay vi phạm hành lang an toàn giao thông, hồ sơ công trình thiếu một số thủ tục, công trình thanh toán vượt khối lượng so với thực tế gần 18 triệu đồng. Theo Thanh tra huyện, để xảy ra những thiếu sót, trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân xã Canh Liên, mà đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, các bộ phận chuyên môn của xã. Thanh tra kiến nghị Chủ tịch xã Canh Liên chỉ đạo rút kinh nghiệm khắc phục các hạn chế, thiếu sót trên. Kiến nghị Chủ tịch huyện Vân Canh chỉ đạo Chủ tịch xã Canh Liên và các đơn vị có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời cho phép công trình được tiếp tục giữ nguyên tại vị trí hiện hữu. Bởi, theo cơ quan chuyên môn, công trình này dù vi phạm hành lang an toàn giao thông, nhưng không che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, không cản trở phương tiện lưu thông. Mặt khác, công trình không ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa vùng miền, không phải là công trình kiến trúc nghệ thuật mà chỉ là mô hình, điểm đến chụp hình, ngắm cảnh phục vụ người dân địa phương và thu hút khách du lịch. Được biết, mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh cũng đã có quyết định xử lý kết quả thanh tra nêu trên. Theo đó, yêu cầu thu số tiền sai phạm gần 18 triệu đồng, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót như kết quả thanh tra đã nêu. Giao Chủ tịch xã bố trí kinh phí xây dựng rào chắn kiên cố ở phía sau công trình nhìn xuống vực sâu, có biển báo an toàn cho du khách chụp hình, bố trí bãi đỗ xe, thường xuyên theo dõi và gia cố nền móng để tránh sụt lún, sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách. Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế hoạch rút kinh nghiệm nghiêm túc trong công tác tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện về phân bổ nguồn vốn, thường xuyên theo dõi và hướng dẫn các đơn vị dự toán, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được cấp đúng mục đích, mạo danh cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt trên 6,5 tỷ đồng.
với thủ đoạn mạo danh cán bộ ngân hàng. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2022, Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã lừa đảo và làm giả tài liệu, sử dụng con dấu giả để chiếm đoạt tiền của ba bị hại với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1991, ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long, về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Hạnh vay nợ tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả. Để có tiền trả nợ, Hạnh đã nói dối với nhiều người đang làm việc tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Vũng Liêm, phòng giao dịch Hiếu Nhân. Khi mạo danh cán bộ ngân hàng, Hạnh tìm kiếm các bị hại và hỏi tiền vay với lãi suất 3.000 đồng trên 1 triệu đồng trên ngày để cho khách vay đáo hạn. Trong thời gian từ ngày 7 tháng 10 ngày sẽ trả lại vốn lẫn lãi. Với thủ đoạn trên, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2022, Hạnh đã lừa đảo và làm giả tài liệu, sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt tiền của ba bị hại với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng mức án 17 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại trước đó.